Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến kênh 5 Phút TV. Thì hôm nay các bạn thấy Phúc như thế nào? Thấy lạ đúng không? Chắc lạ là lạ cái nón này. 50k ở ngoài chợ trời, mua sáng. Đi ngầu tiên. Thì các bạn biết không? Thì Phúc đi làm á, thì một từng ngày một từng đêm. Thì một từng ngày thì cuối tuần thì được làm ngày chủ nhật. Thì từ trước giờ thì cái ngày chủ nhật thì được đi làm suốt, ít có thời gian nghỉ lắm. Thì hôm nay gặp một số sự cố nhỏ cho nên hôm nay không có được đi làm, được ở nhà. Cho nên hôm nay Phúc sẽ quay video về một cái thử thách đầu tiên như từ trước giờ Phúc chưa quay cho mọi người xem. Thử thách như thế nào thì bây giờ Phúc sẽ đi chuẩn bị. Thì mọi người chờ 30 phút sau Phúc chuẩn bị xong rồi Phúc quay sẽ quay thử thách cho mọi người xem nha. Thì không biết cái thử thách này có vượt qua hay không, coi như là thử thách để mình coi mình có chiến thắng được bản thân mình hay không, hay là ngày mai là mọi người không thấy Phúc ở đâu nữa, xuất hiện trên YouTube của Phúc nữa. Mọi người đón xem nha. Đi nha mọi người. Mọi người gắng chờ 30 phút nha mọi người.
thấy được cảnh như vậy. Đây là Nguyễn Thị Thập. Lâu lắm không đi lại đường này thì thấy quá trời to luôn, mì thất khắp phần hồn đây chứ. Không biết chiếc cũng chút gì ăn hết không nữa. Chào bạn nha. Phút cái này Phúc sẽ mới về nè, mới đi lên sân thượng. Sẽ lấy ra rồi để tách cho mọi người xem. Dài chắc khoảng nửa mét á. Quá trời. Không biết ăn hết không nữa. Đây. Cục này 100k nha mọi người. Nửa ký. Đây. Ngon quá. Đằng này qua đây bên đi. Rồi cắt thằng này ra nhỏ, nhét vô này. Nửa ký á, to lắm. Là buổi chiều hôm nay là ăn cái này là khỏi ăn cơm nha mọi người. Quá to, siêu to khổng lồ.
phải có thằng này nè, ăn cho nó thúi cho nó dễ tiêu. Chuẩn bị một cái ly nữa nè. Thôi nhét vô nha. Chiều nay khỏi ăn cơm luôn á, biết là ăn hết này nổi không.
đăng ký kênh nha mọi người. Bấm chuông á để theo dõi video tiếp theo. Ý tưởng rất là táo bạo. Một trăm không dám ăn này đúng không? Bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mọi người. Khủng khiếp quá.
giờ chuyển mưa gì thấy chớp chớp nhán nhán. Cảm giác no quá. Hay gì tâm lý, thấy nó to nhiều quá sợ. Chắc nghỉ với lao 5 phút đó mọi người. Quá wow. Chắc nó ngán. Thử thách lần này chắc thất bại mọi người. Còn khúc này chắc để cho ngày mai ăn sáng quá. Quá wow. Cảm giác nó ngán gì không. Đa cho tiêu xuống. Ai, hơn quá. Như lên nữa ngày mai mà mọi người là vài ngày nữa mọi người không thấy phút cái chuyện ở trên kênh YouTube nữa là hiểu rồi thấy không. Những phút mình đâu về đâu rồi ngon mọi người. Con xanh nó có lỗ lắm. Ở bánh mì với bánh đây là chắc sớm nghĩ là nếu mà dồn đó chia làm ba người là ăn được, một người thì ăn hơi bị hố quá trời nói. Cái này mới đầu mình tưởng tượng là rất bánh mì mưa chắc ở trong không có đặt được, nhưng mà nãy mưa hỏi mì đặt được cái ngày ăn nữa. Còn ăn mấy cái đầu nó ngon cảm thấy như sao giờ cảm thấy nó ngán biết gì hay không. Mình có người bông khúc ví dụ như đây ạ. Rồi 5.000 cách tầm khoảng nếu mua bánh mì nhỏ nó tầm 7 ổ nhỏ. Video thử thách đầu tiên là không vượt qua khỏi bản, không vượt qua bản thân là thất bại, chắc mọi người chắc cũng cười lắm. Khoan. Ngán thiệt mọi người.
no rồi đó. Chắc còn phần còn lại chắc để ngày mai ăn sáng mới được. Chứ giờ ăn thua, chịu thua, đầu hàng. Nhục nhã quá. Video đầu tiên mà chú này thất bại, nhục nhã. Video đầu tiên mà chú này thất bại, nhục nhã. What? Thật sự nó quá kinh khủng. Là bình thường á, đi làm á là nếu mình đi vô công ty mình đi làm á thì công ty sẽ lo cơ cho mình buổi sáng buổi trưa, rồi lúc mình về trước khi về mình ăn cơm nữa, hoặc là cho mì sữa. Thì lâu mình không hồi nhóm đi làm thì ở nhà thì phải có phát sinh nhiều thứ á, tốn tiền cơm rồi này kia, mua này kia nữa là nó phát sinh nhiều lắm, phải tốn tiền nữa. Đi làm á thì được có tiền, không tốn tiền cơm tiền nước, ở nhà thì tốn tiền cơm tiền nước không có tiền. Ơi còn khúc này với nguyên cái khúc này chắc ngày mai chắc khúc để khúc ăn sáng nghe, với ăn trưa ăn chiều ngày mai quá chứ giờ không tưởng tượng nổi. Sao mà nó cảm thấy nó ngán kinh khủng luôn. Ba cái chả này nè mình ăn rồi nè, sao nó ngán kinh khủng luôn, thật sự mọi người á. Thôi để ngày mai cáo lỗi cho mọi người đi, để ngày mai ăn sáng ăn trưa ăn chiều ngày mai đi khỏi mua đồ. Sáng giờ cũng gặp qua lặt chặt cũng hết tiền rồi, ngày mai ăn bánh mì trừ đi. Video đến đây cũng dài rồi, thì trước tiên thì Phúc sẽ cáo lỗi cho mọi người vì hôm nay cái thử thách đầu tiên đã bị thất bại hoàn toàn, và cảm ơn mọi người đã vào xem và ủng hộ. Thì mọi người xem video nếu mà thấy thích đó, thấy hay thì cho xin một like và chia sẻ mạnh lên, và ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh Phúc nha. Và đặc biệt là mọi người vào xem mới nhớ bấm chuông để theo dõi những video mới nhất. Rồi, ok, cảm ơn.